Hôm nay mình và các bạn thử trang phục theo Lanet thánh nữ mặt trời ha. Nghe tới thánh nữ là thích rồi ha, nói chung là cứ thánh nữ là thích liền nè. Đây theo mình đánh giá thì trang phục này rất là đẹp ha, nó có một vẻ đẹp bí hiểm mà, và nhìn không những mà sát thủ mà đối thủ nhìn là chắc là sợ chạy luôn chứ không lên bắn được đâu. Thì theo Lanet là một trong những vị tướng có lượng đam và tốc độ đánh rất là cao ha, nhưng mà hơi bị yếu một chút ở khoảng là không có kill nào để thoát khỏi kẻ địch giống như vào lấy có lộn và xì lim có nhảy ha. Nhưng mà không sao, đồng đội bảo kê tốt là được mà. Bây giờ mình tranh thủ farm nốt con này ha, mình farm càng nhanh càng tốt nè. Rồi rồi anh đấy anh làm gì đây, anh đi quản cướp bùa không sao, mình farm nốt đi ha, nó có mình nè, có phải có thời gian nó mới ăn được ha. Mình sẽ bắn nốt xong mình đâm dứt nó luôn nè, đó mình đâm dứt nè, nó chạy rồi, nó tới kiểm lắm chạy rồi, không sao mình cũng từ từ thôi, mình không cần phải quá hổ báo ha. Chắc nó qua nó chỉ muốn chết bụi nhà mình thôi. Đây, nói chung là nên chạy đi chứ nếu không Aron sẽ thành điểm tâm sáng của mình luôn. Hiện tại là đi chung với Vlen với Vahin nè, thì Vahin trong phiên bản này thì cũng rất là mạnh ha, nhờ được sự bút giáp từ phía bút sức mạnh từ phiên bản trước và cũng như là thay đổi sức mạnh của các món đồ lên trong phiên bản này nên Vahin hết sức nguy hiểm trong phiên bản mới ha, meta mới. Thì hiện tại là mình đang đi chung đồng đội với Payna. Payna trong phiên bản này rất là mạnh bởi vì cái kill cuối có thể giúp các bạn là vừa di chuyển vừa hồi máu cho các bạn, có nghĩa là ví dụ như trong combat có thể đi theo các bạn để hồi máu và các bạn sẽ khỏe hơn trong combat, cũng như là sau khi combat ví dụ như team bạn thắng đi và thường là bạn các bạn hết máu các bạn sẽ chạy về ha, thì các bạn không cần phải về nữa, các bạn đứng lại chờ hồi máu sau đó các bạn sẽ farm tiếp luôn, rất là lợi ha, cực kỳ lợi luôn, giúp cho các bạn có thể có tiền nhanh hơn và tăng tiến sức mạnh nhanh hơn ha. Thì team mình hiện tại thì toàn là những vị tướng giống như là Laurel thì cần thời gian để lớn, và cũng như mình ha cũng cần có thời gian để có thể lớn. Ngon mua level 4 rồi, bây giờ có thể combat rồi. Slim xuống nguy hiểm rồi, mình chạy nha, mình đứng đằng sau rồi mình bắn luôn, định chạy mà thôi bắn luôn cũng được, mình đang được ở vị trí đẹp mà, vừa bắn vừa nhẹ ha, mình không cần phải chạy một mặt đâu, né được rồi, hay quá, né được Slim rồi. Bây giờ mình bắn tiếp luôn, mình chơi luôn nè, mình chơi luôn, chiến công đầu. Rồi không được rồi, không sao, cứ bình tĩnh ha, không chiến công đầu chúng ta farm thôi chứ có gì đâu mà, cứ bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ ráng farm ha, một vài phút nữa khi mà mình có đồ cũng như đạt được level 4-5 thì mình có thể combat tốt hơn. Và mình sẽ ăn vào hoa rồng ở phiên bản hiện tại thì cái lượng tiền và lượng kinh nghiệm thì cũng giống như phiên bản trước thôi, không có sự thay đổi nhiều, nhưng mà sau phút thứ 9 khi mà đồng bảo chủ xuất hiện thì nó sẽ cộng giáp máu cho từng vị trí khác nhau ha, thì nó sẽ rất là lợi cho các bạn khi combat. Còn gây ra thay cho kinh công thì khi mà các bạn ăn vô các bạn sẽ nhận được bùa lợi cộng với lại rồng đại chủ ha. Rồng đại chủ rất thích hợp cho trong cái giai đoạn các bạn đang ép trận đấu ha. Các bạn ép trận đấu các bạn ăn được gây ra thì các bạn sẽ đẩy chủ và có một chiến thắng rất là nhanh. Mình thì sẽ luôn đứng sau Payna ha, mình sẽ không lên đằng trước các bạn. Khi đứng sải Telanet đứng trong combat cũng giống như là đứng farm thì tốt nhất là nên đứng sau người hỗ trợ của mình ha. Mình không được đứng quá cao, mình là đam chính của team, mình đứng quá cao mà mình phạm lỗi mình chết có nghĩa là đam team mất đam, có nghĩa là team thọt luôn. Bởi vậy mình phải hết sức cẩn thận trong từng bước di chuyển ha. Mình không nên quá hổ báo. Các bạn có thể lao lên, nhưng với vấn đề là các bạn lao lên để giết điểm đối thủ chứ không phải các bạn lao lên để trước để kiểu mở combat sau đó các bạn hy sinh là các bạn bỏ rơi đồng đội ha. Chúng ta không nên bỏ rơi đồng đội của mình lại. Như vậy là không tốt ha. Mình là AD thì mình cứ từ từ ha, tại vì không giống như chị Lim hoặc là Violet có thể tham gia combat tốt thì mình cứ từ từ mình farm, khi mà mình đã khỏe rồi thì mình sẽ có khả năng cân team. Bởi vậy nên các bạn cứ từ từ bình tĩnh. Đây giờ mình bắn luôn nè, mình chơi luôn nè, mình giữ vị trí mình bắn nè. Đó các bạn có giữ khoảng cách thôi ha, bắn luôn. Đó, Vahin nó xuống rồi, chết mẹ rồi, không sao. Mình chơi nó luôn, mình chơi nó luôn, mình đứng sau Payna mình chơi nó luôn. Chơi luôn nè, giúp nó luôn. Trời ơi không chói mình mà chói Payna hên quá. Arum, cảm ơn Arum nha. Rồi xong Murat lên, rồi xong rồi double kill rồi. Đó, sau khi combat thắng là mình sẽ đẩy trụ ha, các bạn sẽ tập trung ưu tiên đẩy trụ ha, luôn luôn là như vậy. Khi mà các bạn đẩy trụ càng nhanh thì chiến thắng các bạn sẽ đến càng nhanh, chứ các bạn đừng ham mạng. Ham mạng nó không có lợi gì cho chúng ta hết. Các bạn ham mạng quá xong rồi các bạn bị lật kèo thì cũng như không, mà lúc đó là mặt chúng ta thi đấu xong mà đầm thối luôn á. Tốt nhất là cứ đẩy trụ nhanh thì không cần ham mạng đâu. Giết người thì phê đó, nhưng mà không phê được thì không sao, mình sẽ chiến thắng thì còn phê hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn trăm vòng ha. Rồng thì cứ ăn càng nhiều càng tốt ha. Tích tiểu thành đại ha, từ từ là các bạn sẽ làm cầu thủ tốt thôi. Với Murat trong team mà có thể trận các bạn đang vượt trội hơn thì các bạn có thể làm cầu thủ và chiến thắng rất là dễ dàng ha. Thường là phút tầm phút thứ 10 hơn một chút là các bạn có thể giúp điểm một trận đấu rồi. Đây. Rồi bây giờ mình đang di chuyển ra mid để mình giúp team gọi là đẩy nốt được cái chỗ này ha. Mình đang di chuyển rồi, xong rồi dính lao của Slim rồi. Hay quá anh Murat ơi, để em bắn cho, em bắn phụ nha. Bắn luôn, bắn cả thế giới luôn. Mình luôn đứng giữ vị trí nha các bạn nè. Đó, chui vô bụi ra bụi, bắn luôn chết này. Đấy, xong rồi đẩy trụ luôn. Mình sẽ cố gắng đẩy trụ. Airi anh đi đâu đây? Airi anh làm gì đây? Anh đi đâu? Anh đứng lại đó, xong luôn Airi. Xong rồi team bạn xong rồi, ngon rồi. Đẩy trụ luôn, la liếm luôn. Rồi farm luôn con nhện này. Đấy, cướp rừng luôn. Bây giờ kiểm lâm thành lâm tặc nè đó. Các bạn nhìn lâm tặc phát huy nè đấy. Đôi khi kiểm lâm là lâm tặc ngầm đó các bạn ạ. Thì các bạn cứ hết sức bình tĩnh ha. Mình quan trọng là mình phải giữ vị trí tốt trong combat, mình bắn tốt ha. Đấy, mình bắn tốt là team sẽ không bị thọt, còn mình mà leo lên gọi là như siêu anh hùng mà mình chết là xong luôn. Đây mình chơi nó luôn, mình choáng luôn. Đấy. Bắn luôn. Đây các anh định làm gì? Chơi luôn nè. Đấy, mình dứt điểm nè, leo lên nè, giờ mới leo lên nè. Đó. Đấy,
khi mà dứt điểm thì các bạn mới nên tốc biến và leo lên, hoặc còn không tốt thì là mình đứng sau vị trí nha. Các bạn sống được ok rồi, Airy lại đi lạc rồi, lại một lần nữa Airy đi lạc rồi, anh khỏi về nha, anh khỏi về luôn anh ơi, về làm gì nữa, rồi khỏi về luôn. Rồi mình tiếp tục hành nghề gọi là bỏ cái nghề kiểm lâm mà mình làm lâm tặc luôn ha. Rồi đây bây giờ mình tiếp tục farm ha. Rồi cái giai đoạn này thì có mình cũng khá là khỏe rồi, cộng Lauriel thì cũng khá là ok. Lauriel là một trong những vị tướng mid mà có khả năng gọi là continue rất là tốt, cộng thêm Murad Lan Cầu Tuyết nữa thì gần như là mình tin tưởng rằng là 80% chiến thắng trong trận đấu này sẽ dành cho team mình. Bây giờ mình sẽ ăn con chim chim này gọi là chim trinh thám ha, giúp cho mình dò đường đấy. Tên cũng khá là dễ thương á. Bây giờ mình farm dùng Murad luôn, không sao đâu. Mình ăn con bùa màu đỏ mà, chứ mình không ăn bùa nhỏ ha, mình ăn bùa nhỏ thì mới ảnh hưởng thôi, nhưng mà không sao, mình ăn luôn nè. Đấy, bây giờ mình tự tin là mình người gánh team rồi, mình ăn luôn. Không có vấn đề gì hết. Mình sẽ tự tin mình gánh team mình ăn luôn, tại vì team mình đang ép mà mình ăn phần rừng thì mình không thành vấn đề. Rồi. Anh Murad thì khá đẹp trai ha. Trận này mình lại đánh anh Sơn Tùng á. Mỗi lần đánh anh Sơn Tùng là giống như được tăng thêm 100% sức mạnh vậy. Bây giờ mình sẽ bắn nè. Đấy, chơi luôn. Ai đi làm gì đây? Mình lắp qua một bên mình bắn luôn ha. Mình bắn luôn, lùi ra phía sau team rồi bắn nè. Đấy. Các bạn hết sức phải nhớ nha. Khi cảm thấy nguy hiểm là các bạn phải lùi ra sau team và bắn đi, cứ hết sức bình tĩnh mà bắn thôi. Đừng có phải quá lo lắng, miễn sao các bạn đứng sau team là các bạn sẽ được an toàn. Mà team nét quá thì lúc đó tính tiếp ha. Nhưng mà trận đấu này mình có Payne và Wonder Woman ha. Mình nói chung là hai vị tướng này bảo kê với lại đỡ đòn là cực kỳ gọi là siêu việt trong phiên bản hiện tại, mình đánh giá là như vậy. Wonder Woman thì mình đánh giá là chưa bao giờ lỗi thời ha. Từ lúc mới ra đến bây giờ thì mình nghĩ đó rất là ok, nhưng mà tại vì có thể là thời gian đầu thì không được quá nhiều bạn ưu tiên sử dụng, nhưng mà về sau này thì được chơi trong các rank cao thủ cũng như là cũng rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ farm cả thế giới ha, sau đó mình sẽ tìm cách ăn luôn con gây ra ha, nhưng mà mình sẽ ăn cái này để mình có lượng máu mình hồi, để có mình combat được tốt hơn. Đây, con chim trinh thám với điện ăn cái đi rồi tính tiếp. Farm nốt luôn, mình đẩy các đường lên cao luôn. Sau đó là bây giờ mình nghe lời nè, anh Sơn Tùng gọi nè, Sky ơi nè, Sky tới anh ơi, Sky tới đây, Sky bắn cả mặt trời luôn. Đây, bắn cả hệ bầu trời luôn. Rồi, ngon rồi, ăn rồi. Thì khi bạn ăn con kia ra trong phiên bản mới này thì bạn sẽ có rồng ha. Rồng sẽ giúp các bạn gọi là đẩy trộn nhanh hơn, và team mình đang trong thế đẩy nha. Có nghĩa là mình sẽ tìm cách gọi là dứt điểm đối thủ với con rồng này luôn. Bởi vì team mình đang đẩy rất là cao và rất là xanh xao, và tỷ số hiện tại là 14-2 cho đội xanh ha. Đội bên kia là đội đỏ. Vâng, đội xanh đang rất là âm thầm lao lên ha. Đội xanh đang núp lùm để làm gì, núp lùm dĩ nhiên là để núp lùm chứ làm gì. Rồi mình dứt luôn cái chỗ này nè. Đó, mình sẽ biểu hiện cho các bạn thấy là bắn cả mặt trời như nào, sức mạnh của Sky ha, bắn với 200% sức mạnh của Van Sinton. Đây giờ mình bắn luôn nè, mình bắn luôn. Đây mình sẽ đứng ngang, lần này mình sẽ dâng cao một tí để mình khá là tự tin ha. Rồi bây giờ mình bắn luôn. Vai heo hay là vai hít gì ra là mình chơi hết. Mình sẽ bơm trụ luôn ha. Tun bơm trụ. Bắn luôn. Mình sẽ bào cái trụ này băng, sau đó mình sẽ lao lên. Mình kinh tim luôn. Mình lao lên. Mình đang sướng mình lao lên luôn. Thôi từ. Lùi lên sao từ. Chơi luôn nè, lao lên. Giờ lao thật. Thôi về. Anh ơi. Về. Rồi, từ từ quay lại hết sức bình tĩnh. Sát thủ không cần ngủ đây. Cho anh ngủ luôn. Đây, vai heo nè, rồi xong. Xong anh rồi, rồi mình sẽ xong trận đấu tại đây luôn. Rồi mình sẽ kết thúc trận đấu nhanh luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video đầu tay của mình ha. Rồi, mong nhận được sự góp ý của các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều ha, tin bạn đầu hàng mà không muốn ra tiếp rồi. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn ha. Rồi, có tuyệt vời rồi, bây giờ thì có thể chiến thắng đối thủ ha. Thì cái trang phục mới này